Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại Hùng Mobile. Chiếc máy chơi game thần thánh của chúng ta, chiếc Xiaomi Black Shark thì được rất là nhiều anh em săn đón. Bởi vì chiếc máy này không chỉ phục vụ cho những bạn là game thủ mà còn dành cho những bạn cá tính muốn có một chiếc máy với thiết kế dị và có nhiều các cái tính năng đặc biệt. Thế nhưng mấy ngày nay thì chiếc Xiaomi Mi 8 đã về Việt Nam với mức giá khá là rẻ, loanh quanh trong khoảng 11 triệu đồng. Đều là siêu phẩm và chắc chắn hai chiếc máy này sẽ làm cho rất là nhiều anh em đắn đo khi mà chọn mua. Vậy trong cái video ngày hôm nay mình sẽ so sánh chi tiết hai chiếc máy này để anh em có thể có cái nhìn tổng quan về cả hai và dễ dàng hơn trong cái việc đưa ra quyết định nên mua chiếc máy nào trong hai chiếc máy này. Mình nghĩ đây sẽ là một cái bài so sánh vô cùng thú vị bởi vì hai chiếc máy này thì đi theo hai cái trường phái khác nhau hoàn toàn về mọi mặt luôn. Đầu tiên chính là về thiết kế. Nếu như trên chiếc Xiaomi Mi 8 được thiết kế bóng bẩy với khung kim loại và hai mặt kính cong 2.5D ở mặt trước và 3D ở phía mặt sau, thì chiếc Xiaomi Black Shark lại có thiết kế khá dị với khung kim loại nguyên khối vô cùng khỏe khoắn với nhiều đường nét nổi khối. Máy dày đến 9.7mm và có trọng lượng lên đến 190g, tạo cảm giác vô cùng chắc chắn khi mà cầm nắm. Bản thân mình thì sẽ thích cái thiết kế trên chiếc Xiaomi Black Shark hơn bởi vì chiếc máy này đem lại cái sự khỏe khoắn cá tính hơn chiếc Xiaomi Mi 8. Cái điểm trừ nữa của Mi 8 đó chính là cái thiết kế mặt lưng không phải là làm bằng gốm như thể là trên chiếc Xiaomi Mi Mix 2S nên không có được cái độ bóng bẩy và sang trọng như thể là cái đối thủ của nó. Đã hầm hố thì hầm hố hẳn, còn nếu mà đã bóng bẩy hẳn như thể là chiếc Mi Mix 2S đi. Cái màn hình chính là cái điểm tiếp theo mình muốn nói đến. Riêng về khoản này thì mình lại cho điểm cộng trên chiếc Xiaomi Mi 8. Cái màn hình có tay thỏ khiến cho chiếc máy trở nên vô cùng khác biệt so với những cái thế hệ đàn anh của nó trong cái nhà Xiaomi. Tuy nhiên có lẽ vì phục vụ chủ yếu cho các bạn chơi game cho nên cái màn hình tay thỏ là không quá cần thiết. Nên chiếc Xiaomi Black Shark thì không được trang bị cái màn hình này. Và cả hai màn hình thì đều có độ phân giải như nhau, nhưng mà trên chiếc Xiaomi Mi 8 là cái màn hình Super AMOLED, còn trên chiếc Xiaomi Black Shark là màn hình IPS LCD cho màu sắc trung thực hơn khá là nhiều. Mi 8 cũng là chiếc máy đầu tiên của Xiaomi được trang bị màn hình AMOLED. Có lẽ phần đa mọi người sẽ thích cái màn hình này hơn bởi vì cái màn hình này thì đẩy tông màu lên rực rỡ nên nhìn nó định mắt người xem hơn khá là nhiều. Phần tai thỏ trên chiếc Xiaomi Mi 8 thì không giống như những chiếc máy Android có trang bị tai thỏ khác, khi mà nó được dùng để chứa cái cụm cảm biến hồng ngoại để quét khuôn mặt. Đây là cái tính năng bảo mật cao cấp hơn quét khuôn mặt 2D trên các cái sản phẩm Android trước. Sức mạnh bên trong thì không cần phải bàn cãi về sức mạnh của cả hai chiếc máy này khi đều được trang bị con chip Snapdragon 845 mạnh mẽ nhất trên thế giới. Tuy nhiên bản thân là một chiếc máy chuyên dụng để chơi game cho nên chiếc Xiaomi Black Shark thì được tối ưu hóa tốt hơn cho hiệu năng. Cái điểm AnTuTu trên chiếc Black Shark mình đo được là 289.000 điểm, cao không tưởng và cao nhất trên thế giới thời điểm hiện tại luôn. Trong bộ ba chiếc máy Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2S và chiếc Xiaomi Black Shark thì Black Shark cho cái điểm cao nhất và cách xa hai đối thủ còn lại luôn. Còn trên chiếc Xiaomi Mi 8 là 223.000 điểm. Cả hai máy thì đều có rất nhiều các cái phiên bản bộ nhớ RAM khác nhau cho các bạn lựa chọn. Còn trên chiếc Xiaomi Black Shark thì chạy cái giao diện Joy UI được tối ưu hóa, hiệu năng rất là tốt cho quá trình chơi game. Điểm tiếp theo đó chính là về camera. Tuy không phải là một trong những chiếc smartphone chuyên về camera nhưng mà Black Shark thì sở hữu những cái thông số camera mình khá là ấn tượng. Chiếc máy tích hợp sẵn cái camera kép là 12 megapixel và 20 megapixel giống hệt như thể trên chiếc Xiaomi Mi 6X. Cả hai ống kính thì đều có khẩu độ là f/1.75, đèn flash kép, hỗ trợ các cái tính năng nền nét theo pha HDR, chế độ chân dung panorama. Còn trên chiếc Xiaomi Mi 8 của chúng ta thì không phải bàn rồi. Chiếc máy này đang được Google Mark xếp hạng thứ 5 trên thế giới về khả năng chụp hình với hai ống kính đều là 12 megapixel và khẩu độ lần lượt là f/1.8 và f/2.4. Thuật toán xử lý ảnh trên chiếc Black Shark thì không thể nào bằng chiếc Xiaomi Mi 8 được. Còn về cái thời lượng pin thì do được trang bị viên pin có dung lượng lên đến 4000mAh nên chiếc Xiaomi Black Shark thì có cái thời gian sử dụng dài hơn trên chiếc Xiaomi Mi 8. Khi mà trên chiếc Xiaomi Mi 8 thì chỉ được trang bị một cái viên pin là 3400mAh mà thôi. Cụ thể thì chiếc Mi 8 có thể chơi game liên tục trong khoảng 4 tiếng, còn chiếc Black Shark thì có thể chơi game liên tục trong khoảng 5 tiếng. Còn nếu sử dụng với các cái tác vụ hàng ngày thì cả hai máy đều có thể sử dụng được khoảng 1 ngày rưỡi cho đến 2 ngày. Còn có một số các cái điểm mà chiếc Black Shark của chúng ta được trang bị mà chiếc Mi 8 không thể có được, đó chính là cái hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng, anten hình chữ X để tránh cái thiết bị gặp trục trặc về kết nối khi mà các bạn cầm máy dọc hay là ngang. Tuy nhiên thì chiếc Xiaomi Mi 8 cũng không hề kém cạnh, cũng có những cái công nghệ mà chiếc Black Shark không thể có được, như thể là trang bị cái GPS băng tần kép giúp cho máy xác định vị trí sai số chỉ là 30cm và cái hệ thống quét qua mặt hồng ngoại. Và đó cũng chính là cái điểm khác biệt giữa hai chiếc máy này. Trên đây thì mình cũng đã so sánh chi tiết chiếc Xiaomi Black Shark và chiếc Mi 8. Chung quy lại, nếu như bạn muốn có một cái máy có màn hình đẹp này, thiết kế bóng bẩy cùng với chụp hình siêu đỉnh thì các bạn nên chọn chiếc Xiaomi Mi 8. Còn nếu như các bạn muốn một chiếc máy hầm hố này, hiệu năng khủng long và công nghệ độc đáo thì các bạn nên chọn chiếc Xiaomi Black Shark. Vậy anh em thì anh em sẽ chọn chiếc máy nào cho mình? Và đừng quên là cả hai chiếc máy này thì đều đang có mặt tại Hùng Mobile với mức giá cực kỳ rẻ luôn. Mình sẽ để đường link mua hàng phía bên dưới cho bạn nào muốn tham khảo. Còn bây giờ thì nhớ nhấn nút subscribe để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.